Ngày 6 tháng 8, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp với các nhà thầu, tổ chức hợp long công trình cầu làng Giang Giữa buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải xây dựng và cấp ủy đảng chính quyền địa phương. Cầu Làng Giàng khởi công giữa tháng 10 năm 2020 là công trình chào mừng Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Cầu có tổng mức đầu tư 258 tỷ đồng, chịu được động đất cấp 7. Cầu có chiều dài 438m, rộng 11m, gồm 7 nhịp. Nhịp thông thuyền có chiều dài 120m, là cầu có nhịp dài nhất vượt sông Hồng ở Lào Cai hiện nay. Cầu Làng Giang nối liền phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai với xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Tỉnh lộ 161 và quốc lộ 70 phục vụ giao thương, mở hướng phát triển kinh tế xã hội và mở rộng đô thị về phía nam của thành phố Lào Cai. Gần 2 năm thi công, các nhà thầu gặp nhiều khó khăn do cầu xây dựng tại vị trí có địa chất phức tạp, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó là giá nguyên vật liệu liên tục biến động. Nhưng các nhà thầu đã vượt khó, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo yêu cầu đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu trong thiết kế, giám sát, tổ chức thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn sự phối hợp của cấp ủy đảng chính quyền các địa phương trong giải phóng mặt bằng thi công. Đặc biệt, liên danh các nhà thầu đã có nhiều giải pháp thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ cam kết theo hợp đồng. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư dự án và nhà thầu cần khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, sớm khánh thành đưa công trình cầu làng giàng vào sử dụng vào cuối tháng 8 này.